đãi khủng cho khách hàng nhân dịp Nhân Tâm Smile, hàng hạng đối tác kim cương cho hãng trụ Hyosen từ Mỹ. Chưa từng có tiền lệ ưu đãi trong lịch sử ngành nhà, trụ Hyosen tại Nhân Tâm Smile chỉ có giá 8.600.000 đồng. Đặc quyền VIP tái sinh nụ cười, trồng răng implant toàn hàm chỉ với giá 17.500.000 đồng. Trụ được bảo hành trọn đời, tặng 1 triệu đồng khi phục hình răng sứ, tặng thêm 1 triệu đồng tiền mặt khi đi từ 2 người. Trụ Hyosen được thiết kế tối ưu hóa, hình nón lục giác được chế tác từ titanium nguyên chất, cấu trúc ổn định giúp trụ implant và khớp nối ở bớt mần sát khít không bị dịch chuyển, đẩy nhanh quá trình tích hợp xương lên đến 39%. Đặc biệt, trụ Hyosen có khả năng tích hợp xương với bệnh nhân có tiền sử bệnh tiểu đường, không có dấu hiệu bị đào thải trong quá trình sử dụng. Duy nhất chỉ 10 suất trồng trụ Hyosen giá ưu đãi tại Nhân Tâm Smile. Đăng ký ngay. Nhân Tâm Smile, răng tốt, sức khỏe tốt. Mất tiền oan, nỗi sợ lớn nhất khi đến với nha khoa. Nhưng khi đến với Nhân Tâm Smile, điều đó là không thể. Xin mời các bạn theo mình. Nhân Tâm Smile luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu với sự phục vụ từ tâm, luôn hướng tới vẻ đẹp, khỏe trong, đẹp ngoài với sự tư vấn nhiệt tình, tận tâm, chu đáo đến từ tất cả các bạn nhân viên, đặc biệt là được thăm khám và tư vấn hoàn toàn miễn phí. Nhân Tâm Smile không chèo kéo khách hàng, không tư vấn quá mức và nói sai sự thật. Nhiều khách hàng khi đến với Nhân Tâm yêu cầu bác sĩ làm răng sứ, nhưng bác sĩ của Nhân Tâm Smile chỉ tư vấn cho khách hàng làm sao để can thiệp tối thiểu nhất vào răng. Cốt yếu vẫn phải đảm bảo được sức khỏe, độ bền và đẹp thẩm mỹ cho khách hàng. Nha khoa Nhân Tâm Smile Đà Nẵng với cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại bậc nhất ở Đà Nẵng luôn luôn cập nhật và đổi mới những phương pháp để có thể cải thiện quy trình làm răng diễn ra một cách nhanh chóng, thoải mái và ít gây ra đau đớn nhất. Nha khoa Nhân Tâm Smile Đà Nẵng đang tọa lạc tại 170 Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, ngay trung tâm thành phố, rất thuận tiện cho quý khách hàng đi lại và đến thăm khám. Và đặc biệt hơn nữa là Nha khoa Nhân Tâm Smile hàng ngày sẽ có rất nhiều lượt khách đến, nên khách hàng có thể gọi điện qua số hotline hoặc gửi tin nhắn trực tiếp cho nha khoa để đặt lịch hẹn, tránh thời gian chờ đợi lâu. Với cơ sở hạ tầng đầy đủ nên khi khách hàng đến với nha khoa thì chúng tôi sẽ có phòng riêng cho khách để tạo sự riêng tư, không bị ảnh hưởng. Với đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm và có chuyên môn riêng biệt về từng vấn đề của khách hàng như niềng răng, cấy ghép implant, răng sứ thẩm mỹ và khám tổng quát, vân vân. Vậy thì bạn còn chần chừ gì nữa khi không đến ngay nha khoa Nhân Tâm Smile Đà Nẵng để nhận được tư vấn điều trị phù hợp nhất ngay hôm nay? Nhân Tâm Smile, răng tốt, sức khỏe tốt.